liên quan đến xung đột tại Sudan, Ả Rập Xê Út thông báo các bên tham chiến ở Sudan đã không đạt được tiến triển nào nhằm hướng tới lệnh ngừng bắn sau vòng hòa đàm mới nhất tại Jeddah. Song hai bên tái khẳng định cam kết tôn trọng các thỏa thuận trước đây nhằm cải thiện khả năng tiếp cận viện trợ nhân đạo. Trước đó, các bên tham chiến tại Sudan đã được nối lại đàm phán hôm 26 tháng 10 tại Ả Rập Xê Út. Theo chính quyền Riyadh, lần hòa đàm này được tổ chức nhằm mục đích tạo điều kiện thuận lợi cho việc cung cấp viện trợ nhân đạo, thiết lập lệnh ngừng bắn và các biện pháp xây dựng lòng tin khác, đồng thời tiến tới chấm dứt vĩnh viễn các hành động thù địch. Những lần hòa giải trước đó của các phe phái tại Sudan chỉ dẫn đến những thỏa thuận ngừng bắn tạm thời và bị vi phạm một cách có hệ thống ngay sau khi đạt được. Theo SPA, trong vòng đàm phán mới này, hai bên tham chiến ở Sudan đã đồng ý hợp tác với Liên Hợp Quốc để vượt qua những trở ngại trong việc cung cấp viện trợ nhân đạo. Hai bên cũng nhất trí về các biện pháp xây dựng lòng tin.